Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh GP Kaiwa Education. Chắc có lẽ khi các bạn xem video này, các bạn đã tìm được cho mình một công việc phù hợp, mức lương ổn định và các bạn đang trong quá trình đổi visa từ visa du học sinh sang visa lao động. Và thủ tục như thế nào? Các bạn đang băn khoăn không biết là các bạn có nên đi thuê Gyoshi Sushi chuyên gia làm giấy tờ hay không? Hay là các bạn có thể tự đổi visa, tự làm visa cho mình? Thì câu trả lời ngày hôm nay khi các bạn xem hết video này thì đó là các bạn có thể tự làm thủ tục để đổi visa từ visa du học sinh sang visa lao động và không mất bất kỳ một đồng tiền nào nếu như các bạn làm theo video ngày hôm nay. Giả sử như các bạn thuê Gyoshi Sushi chuyên gia làm giấy tờ thì các bạn sẽ mất một số tiền tầm khoảng 15 man cho đến 20 man các bạn nhé. Thế thì để giải quyết được câu chuyện đó, các bạn nhớ là xem hết video nhé. Các bạn nhớ cho một like, một share và một chia sẻ các bạn nhé. Let's go! Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi tới phần các giấy tờ cần chuẩn bị để đổi từ visa du học sinh sang visa đi làm lao động tại Nhật dành cho các bạn du học sinh sắp tốt nghiệp trường đại học cao đẳng Senmon tại Nhật Bản hoặc là các bạn tốt nghiệp trường tiếng tại Nhật nhưng đã có bằng đại học ở Việt Nam. Đầu tiên, để chuẩn bị giấy tờ đăng ký đổi visa thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình một số giấy tờ cơ bản sau. Một, đó là photo bằng tốt nghiệp Sotsugyo Shomeisho. Thứ hai, đó là photo bản điểm Seisaki Shomeisho. Cái thứ ba, đó là photo bằng năng lực Nhật ngữ. Ví dụ các bạn có N3, N2, N1 thì các bạn photo. Tiếp theo đó là photo hộ chiếu. Hộ chiếu thì các bạn photo ở cái mặt có ảnh của chúng ta và thông tin của chúng ta đó. Tiếp theo đó là photo thẻ ngoại kiều hai mặt, mặt trước và mặt sau, rõ nét các bạn nhé. Thì đối với các bạn cần chuẩn bị các giấy tờ như trên đây thôi. Và ở phần công ty thì chúng ta cần phải lấy một số cái giấy tờ như sau. Các bạn có thể chụp hình lại, các bạn đưa cho công ty để công ty cung cấp cho các bạn. Một đó là cái Kyuyo Shotoku Genshin Choshu Hyo Hote Chosho Gokei Hyo. Tức là cái này là cái giấy trả lương hàng năm á. Cái giấy mà gọi là báo thuế, báo trả lương hàng năm của công ty năm gần nhất các bạn nhé. Tiền lương để bị trừ của nhân viên á. Tiếp theo đó là cái phần Chokin Kessansho nhé. Kessansho, Chokin Kessansho nhé. Đây là cái bản gọi là quyết toán của công ty ở năm gần nhất các bạn nhé. Mỗi công ty thì mỗi năm đều có cái phần tính lợi nhuận cũng như là tính doanh thu á, thì cái bản kế toán của năm gần nhất các bạn nhé. Tiếp theo đó là Koyo Joken Tsuchisho. Đây là cái bản thông báo tuyển dụng nhé. Bản thông báo tuyển dụng các bạn á, trong đó nó có ghi rõ ràng là họ tên này, điều kiện của công ty, rồi sau đó là mức lương ra sao, chế độ đãi ngộ như thế nào, thì hầu như là công ty nào cũng có cái phần này. Tiếp theo nữa là Kaisha Annai, đó là mỗi công ty đều có cái pamphleto các bạn, giới thiệu về đặc trưng cơ bản của công ty ấy. Đó, thì các bạn lấy cái phần này. Tiếp theo nữa là Koyo Hoken Bango, tức là các bạn nhờ công ty cho mình cái số Koyo Hoken nhé. Tiếp theo đó là Hojin Bango, tức là mỗi công ty đều có cái số công ty khi mà đăng ký pháp nhân tại Nhật các bạn nhé. Thì đây là một số cái giấy cơ bản mà các bạn cần phải chuẩn bị. Thế thì ở đây á, nó có một cái phần đó là gì? Nó có một cái phần đó là Koyo Ryusho nhé. Koyo Ryusho. Ở đây nhé, mình sẽ viết ở đây, tức là Koyo Ryusho. Cái Koyo Ryusho này là cái giấy gọi là lý do tuyển dụng của công ty. Lý do tuyển dụng của công ty nhé. Thế thì đối với những công ty á, mà đối với những công ty nhé, mà cái tiền thuế nhé, thì các bạn xem các bạn này nè, tiền thuế mà trên 1 sen man nhé. Trên 1 sen man, trên 1 sen man thì các bạn
là cái phần gọi là Koyo Reusal này không cần thiết các bạn nhé. Thế thì những công ty nào mà dưới 1 cent man thì các bạn cần phải viết Koyo Reusal. Thì đối với Koyo Reusal ở đây thì viết nó cũng đơn giản thôi, mình sẽ cho các bạn xem cái Koyo Reusal ở phía sau nhé. Rồi, thế thì khi các bạn đã chuẩn bị một số giấy tờ cơ bản này rồi thì tiếp theo các bạn cần phải lên trang web của Cục Xuất nhập cảnh. Các bạn tải cái form mẫu về thì mình sẽ gắn link ở YouTube thì các bạn tải về nhé. Ở đây nó có rất là nhiều loại hình thức visa nhé. Ở đây có rất là nhiều loại hình thức visa. Thì mình thuộc cái dạng là visa lao động cấp cao. Ở đây nhé, Kenkyu này, Ujutsu Jinbun Chisuki Kokusai Gyomu. Đó. Thì mình thuộc ở các bạn sẽ thuộc ở cái phần số 8 này nhé. Thuộc ở số 8. Bạn nào kinh doanh là thành là số 7 này, Keikanri này. Còn đối với các bạn đi siêu ở Nhật thì các bạn sẽ tải ở cái mục số 8 này về. Thì ở đây tải các bạn có thể tải cái bản phiên bản Excel này về thì các bạn sẽ dễ dàng ghi vào đây nhé. Đó. Thế khi tải về rồi thì nó sẽ có cái phần như sau. Đây các bạn nhé. Phần như sau. Thì tổng cộng ở đây á, nó có cái rất là nhiều phần. Đây thì mình mở to to lên cho các bạn xem nhé. Đây. Thì cách viết của cái phần này nó cũng đơn giản. Đó là cái tờ Shinsei Jinyo Ichi, tờ số 1 nhé. Cái tờ số 1 này. Đó là Jairyu Shikaku Henko Kyoka Shinsei Sho. Nó cái đây là cái giấy đăng ký đổi visa các bạn nhé. Ở cái phần này này. Ở cái phần mà to to này này thì các bạn phải dán một cái ảnh 3x4 chụp trong vòng 36 tháng gần nhất. Nhé. Ở mục số 1 đó là cái mục gọi là quốc tịch đó, nhé. Quốc tịch của bạn là gì thì thường thì mình sẽ viết quốc tịch Việt Nam ở đây. Hoặc là ngày tháng năm sinh thì các bạn ghi vào đây. Năm này, ví dụ như năm 1991. Đó thì các bạn viết vào đây. Tháng 1, ngày 1 chẳng hạn. Đó. Họ tên thì các bạn viết cái gì cũng được. Ví dụ như tên là mình là Lê Văn Toàn này. Viết hoa thì Lê Văn Toàn ở đây. Đó, được không ạ? Tiếp theo nữa là ở cái phần số 4 là phần giới tính thì bạn nam hay nữ tiếp vào đây. Số 5 là quê quán nơi của bạn sinh ra đó. Nếu như bạn nào sinh ra ở ví dụ như mình ở là Bình Định, Việt Nam thì mình sẽ ghi là Bình Định, Việt Nam. Đó. Còn ở cái số 6 này nè, tức là bạn có người có vợ hoặc chồng hay không? Có vợ hoặc chồng hay không thì nếu có thì các bạn tích vào đây, còn nếu không thì tích vào cái số không ở đây. Cái số 7 này đó là Sokugyo. Sokugyo thì nếu như các bạn đang là du học sinh đó, thì các bạn chỉ cần ghi cái là Kaisen Yote cũng được nhé. Kaisen Yote đó, viết như vậy. Số 8 thì cái số 8 này là xin chia, các bạn cứ viết y chang cái tỉnh và nước ở trong cái passport của các bạn đó. Tiếp theo nữa là số 9 là cái nơi mình sống tại Nhật Bản này. Nơi mình sống tại Nhật này. Các bạn ghi rõ đầy đủ ở đây. Tiếp theo là số điện thoại. Các bạn nào có số điện thoại bàn ghi vào đây. Còn nếu các bạn có số điện thoại di động thì ghi vào đây. Tiếp theo số 10 là cái số passport của bạn nhé. Số passport này. Số passport. Tiếp theo là trong số 10 là có số 2 này. Tiếp theo là cái phần này là cái thời hạn passport của bạn. Các bạn xem thời hạn nhé. Tiếp theo số 11 đó là hiện nay bạn đang là tư cách lưu trú gì? Nếu các bạn du học sinh thì các bạn là Ryugaku. Đó. Ryugaku xe. Đó thì vào đây. Thời hạn của này ví dụ như 1 năm hoặc là 5 năm gì đó thì các bạn viết vào đây. Ví dụ như 5 năm đi ha. Đó, chẳng hạn. Cái số này này là cái phần mà gọi là cái ngày gọi là ngày tháng năm kết thúc visa du học sinh. Ví dụ như ngày 25 tháng 7 năm 2022 thì các bạn viết ở đây. Tiếp theo đó là số Radio Card thì các bạn xem ở cái mép trên phía phải bên trên cái thẻ của các bạn đó thì các bạn ghi vào đây. Tiếp theo nữa là số 13 đó là Kibo suru Jairyu Shikaku. Tới khi các bạn ghi Kibo ở đây thì các bạn chắc chắn là các bạn sẽ ghi là Jinbun Chisuki Kokusai Gyomu nhé. Các bạn y chang ghi vào này, Jinbun Chisuki Kokusai Gyomu. Kỳ hạn đăng ký thì hầu như là các bạn cứ để 5 năm đi. Còn cục xuất nhập cảnh cho bao nhiêu năm thì sẽ cho thôi. Tiếp theo đó là phần số 14. Đó là lý do đổi visa.
Thì mình có thể ghi như thế vậy cũng được. Nihon koku nai de shusoku shi, tai jai suru tame, đều được nha. Tiếp theo phần số 15 là các bạn có phạm tội gì không? Hầu như là khi không có phạm tội thì để trống ở đây nhé, hoặc là ghi như không ở đây nhé. Nó và gần xuân tròn hay không ở đây. Số 16, số 16 thì các bạn có gia đình ở Nhật hay không? Ví dụ như các bạn có vợ hoặc chồng hoặc là con gì đó thì các bạn ghi hết vào đây. Phần 1 đó là quan hệ, mối quan hệ. Ví dụ như vợ hoặc chồng thì ghi vào đây. Năm, tháng năm của vợ, tên của vợ chồng này, tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, có sống chung hay không. Tiếp theo là nơi làm việc. Tiếp theo là cái mã số thẻ cư trú nhá. Rồi, thì đó là các bạn chuẩn bị những phần đó. Rồi, đây là cái phần số 1 nhá. Dán ở vào đây. Sau khi hết tờ 1 xong, các bạn sang tờ thứ 2. Cái tờ thứ 2 này là cái tờ không cần nộp nhé, thì các bạn bỏ qua. Tiếp theo các bạn sang qua cái tờ thứ 3. Cái tờ này là cái tờ khá là quan trọng. Mình sẽ cho to lên nhé. Đây, đối với cái tờ này. Số 17 đó là Kimusaki, đó là tên, cái địa chỉ mà tuyển dụng các bạn đó, tên công ty sắp tới mà các bạn vào đó. Một đó là tên công ty, ví dụ như công ty của mình đi, Fastman Kabuki Gaisha hoặc là cái gì đó. Tiếp theo nếu mà công ty đó mà bạn làm ở cái chi nhánh nhé, bạn làm ở chi nhánh thì bạn sẽ ghi cái tên chi nhánh của công ty ở đây. Và sau đó là các bạn sẽ ghi địa chỉ công ty chi nhánh nhé. Còn nếu mà làm tại trụ sở chính thì các bạn cứ ghi địa chỉ công ty, sau đó là số điện thoại công ty. Số 18 là cái số là gọi là bạn tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc là chuyên môn ở đâu. Ví dụ như ở Nhật thì các bạn đánh vào cái phần Japan, còn nếu ở Việt Nam thì các bạn bấm vào cái số là Gaikoku. Phần số 2, nếu như bạn nào là đại học hoặc là thạc sĩ, hoặc này nhé, đại học này, thạc sĩ này, hoặc là trường cao đẳng này, hoặc là trường chuyên môn này, thì các bạn ghi vào đây. Số 3 đó là tên trường nha, tên trường. Tên trường nhé. Số 4 đó là ngày tháng năm tốt nghiệp. Ngày tháng năm tốt nghiệp. Đó, các bạn ghi vào đây nha. Tiếp theo, số 19 thì cái chuyên ngành các bạn học là gì? Ví dụ như là pháp luật, kinh tế, chính trị, cái này là ví dụ kinh tế này, văn văn học này, xã hội này, nói chung là tất cả những cái ngành mà liên quan thì các bạn cứ tích vào đây nha, tích vào đây. Nếu mà trong những cái nhóm ngành này mà không có thì các bạn tích vào đây, đó là sonota, ghi vào đây. Số 20 đó là các bạn có cái chứng chỉ liên quan đến cái chuyên ngành kỹ thuật mà các bạn đang có hay không, đang học hay không. Nếu có thì ghi vào đây, còn nếu không thì để trống cũng được nha. Tiếp theo số 21 đó là cái năm mà các bạn vào công ty nhé. Năm mà các bạn vào công ty, ví dụ các bạn vào công ty rồi đây. Vào năm mấy tháng mấy thì các bạn nhận IT các bạn vào đó. Xong đó các bạn ghi công ty ở đây, tên công ty ở đây. Đó. Được chưa? Rồi, ở cái phần 22 này nếu như bạn nào không đi được mà nhờ người khác đi thì các bạn ghi tên vào đây, còn nếu như các bạn tự đi được thì các bạn không cần phải ghi ở đây. Sau khi ghi xong các bạn ký tên ở đây nhé. Ký viết viết hoa to lùng ở đây nhé, viết hoa ở đây, xong đó là ghi ngày tháng năm. Các bạn viết cái hồ sơ này. Đó. Xong tờ thứ hai chưa? Tiếp theo sang tờ thứ nữa, đó là tờ thứ ba. Đó là tờ này là dành ghi thông tin của công ty nhé, ghi thông tin của công ty, mình cho tôi tên đấy. Rồi, thì đối với tờ này thì đầu tiên đó là họ tên của mình, tiếp theo nó là cái hình thức tuyển dụng, đó. Cô vô nhé, hầu như ghi cô vô ở đây. Cái thứ ba nữa là ở cái phần gọi là tên công ty nhé. Thứ nhất là tên công ty, thứ hai nữa là giấy gọi là cái số pháp nhân của công ty nhé, thì công ty sẽ cung cấp cho mình. Cái số 3 đó là tên chi nhánh của công ty, nếu không có thì thôi, nếu như mà làm tại trụ sở chính thì cứ để trống ở đây cũng được. Tiếp theo đó là cái Koyo Hoken Bango, đó cái số bảo hiểm của công ty nhé, thì công ty sẽ cung cấp ghi ở đây. Tiếp theo nhé, đó là Gyoshu. Gyoshu
Thì Gyoshu đó là cái ngành nghề của công ty nhé, ngành nghề chính của công ty. Thì đối với cái phần năm này các bạn nhìn đâu, trong cái phần mà tải về á, thì nó có cái phần Gyoshu đây này, Gyoshu đây này, đó, Gyoshu đây nha, Gyoshu đây. Thế thì các bạn cứ đối chiếu thôi, công ty của các bạn làm về ngành nghề gì thì các bạn đối chiếu ở đây. Đó, sau khi các bạn đối chiếu xong thì các bạn ghi số vào đây thôi nhé, ghi số vào đây nhé. Rồi tiếp theo phần số 6 là địa chỉ công ty, ghi vào đây. Số 7 là điện thoại công ty. Số 8 là số 7 nhé, số 7 là cái tiền mà gọi là cái tiền số vốn của công ty ấy. Tiền vốn ban đầu của công ty là bao nhiêu tiền thì các bạn sẽ ghi vào đây, các bạn sẽ hỏi công ty ghi vào đây. Tiếp theo nữa là cái Urige nhé, năm gần nhất nhé, Urige trong một năm gần nhất của công ty, đó là gọi là cái chỉ số doanh thu của công ty ấy. Tiếp theo số 9 là nhân lực của công ty bao nhiêu người, thì trong nhân lực của công ty bao nhiêu người đó có bao nhiêu người là người nước ngoài, các bạn ghi vào đây. Có bao nhiêu người là thực học sinh, các bạn ghi vào đây. Đó. Tiếp theo nữa là cái kỳ hạn tuyển dụng của các bạn. Hầu như nếu mà tuyển nhân viên chính thức thì các bạn sẽ ghi vào đây, tức là không có thời hạn nhé. Còn có thời hạn thì các bạn ghi vào đây nha. Rồi, tiếp theo nữa là Koyokaishi. Đó là cái ngày mà các bạn vào công ty, là ngày nào thì các bạn ghi vào đây. Tiếp theo nữa là lương của các bạn bao nhiêu tiền, ghi vào đây. Ví dụ như bạn này là lương 21 man. Rồi, cái này là Nenshu, Nengaku hay là Gitsugaku nhé. Đó, thì các bạn ghi tiền lương ở đây thì các bạn bấm vào cái mục là lương tháng nhé. Rồi, các bạn có kinh nghiệm liên quan đến ngành này bao nhiêu năm, nếu không có thì bạn ghi không vào đây. Rồi số 8 là gì, các bạn có phải là cùng ngoài cái công việc trên thì các bạn có phải là có cái phân bổ cho một công việc nào khác không, nếu không có thì các bạn ghi nasi vào đây nhé. Số 9 đó là cái phần công việc chính của các bạn là gì, thì các bạn cũng xem ở cái phần tiếp theo này, cái phần này nó có rất là nhiều, có khoảng 100 mấy chục ngành á. Các bạn đối chiếu thử ngành nghề mà sắp tới các bạn làm là gì, sau đó các bạn ghi vào đây thôi, ghi vào đây nhé, ghi vào đây. Và cái mục ở dưới đó là hầu như là cái số 25, đó là tsuyaku honyaku là nhiều, số 25 đây này là các bạn ghi 25 vào đây là được nhé. Rồi tới cái phần này rồi thì ở cái phần này katsudo nhé, katsudo naiyo, tức là cái nội dung mà các bạn, công việc của bạn là gì á nhé, nội dung công việc của bạn là gì, thì các bạn cứ lấy cái bản hợp đồng á, các bạn ghi y chang như vậy là xong nhé. Nội dung công việc các bạn ghi ở đây. Rồi xong cái tờ tiếp theo, thì tiếp theo tờ nữa đó là cái tờ cuối cùng đó. Thì hầu như cái tờ cuối cùng này chỉ dành cho Haken Sign thôi. Nếu như công ty của bạn là công ty Haken thì các bạn sẽ ghi tên công ty Haken ở đây nha. Thì cũng như trang lúc nãy, đó là công ty số thuế, số pháp nhân gọi là chi nhánh công ty, số bảo hiểm, ngành loại, gọi là công ty thuộc ngành nghề gì, địa chỉ công ty. Số 7 là vốn đầu tư của công ty. Số 8 là doanh thu của công ty năm gần nhất. Số 9 là thời hạn các bạn phái cử là bao lâu. Số này ví dụ như đây là cái tên công ty nhé, bạn cứ ghi tên công ty và giám đốc công ty của bạn, sau đó là các bạn ghi ngày tháng năm mà các bạn ghi hồ sơ ở đây là được. Thế khi các bạn chuẩn bị xong hết tất cả rồi đó, thì các bạn photo ra và các bạn nộp lên cục xuất nhập cảnh thôi. Và khi đi nộp á, là các bạn cần phải chuẩn bị đó là thẻ gai bản gốc và passport bản gốc nhé. Đối với rồi đây là toàn bộ cái phần giấy tờ mà các bạn cần chuẩn bị đó. Thì mình sẽ cho các bạn xem qua cái mẫu Koyo Reusual nhé. Nếu như bạn nào không biết viết thì các bạn có thể tham khảo cái mẫu này cũng được nhé. Đây là cái mẫu nhé. Đây mình sẽ lướt lướt
cơ bản sơ thôi thôi. Đầu tiên nó là tên công ty này. Đó, đây là công ty mình và mình công ty tuyển một anh Việt Nam vào này. Đó. Thì cứ ghi là Koyo ni kakawaru ryūsho ở đây. Được chưa? Sau đó là các bạn cứ ghi một cách bình thường thôi nhé. Nói chung là mỗi ngành nghề nó sẽ có cái cách viết khác nhau, nhưng mà chỉ cần vi tầm khoảng một tờ mặt A4 là các bạn sẽ ok rồi, chứ không có gì khó cả. Thế khi mà đối với Koyo ryūsho này, hầu như công ty nào cũng có thể viết cho các bạn được nhé. Nên là các bạn cứ yên tâm về phần đó, các bạn cứ báo cho công ty là các bạn viết một cái lý do tuyển dụng các bạn là ok nha. Đến khi mà các bạn tập hợp hết tất cả các cái giấy tờ rồi thì các bạn mang lên cửa xuân cảnh, thế là xong rồi. Chúc các bạn thành công trong cái mùa xin việc các bạn nha. Cảm ơn các bạn là nhiều. Hy vọng rằng là các bạn nhớ nhấn like cho mình một đăng ký và theo dõi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.